Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 6 Hình có tâm đối xứng. Mục La Mã: Hình có tâm đối xứng. Hoạt động 1: Quan sát đường kính AB của đường tròn tâm O ở hình 61. Hình 61, đây chúng ta gọi là đường tròn. Tâm của nó đây, tâm O, nên đây mình gọi là đường tròn tâm O. Còn AB là đường kính, OA là bán kính, OB là bán kính. Hai bán kính này bằng nhau, cho nên người ta ghi hai gạch này, thể hiện là bằng nhau, OA bằng OB. Vì điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB, nên ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O. Thì đây là đoạn thẳng AB. Và O nó nằm chính giữa điểm A và điểm B. Mình có OA bằng OB. Cho nên O chúng ta gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB. Và mình có một cái khái niệm mới là lúc này chúng ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O. Đối xứng nhau. A và B đối xứng với nhau qua tâm O. Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng. Và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn. Và lúc này chúng ta nói đường tròn tâm O, nó là hình có tâm đối xứng. Đây là tâm đối xứng của nó. Tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn. Hoạt động 2: Lấy 4 chiếc cây kê giống nhau để xếp thành hình như hình 62. Hình 62, người ta lấy 4 cây kê này để người ta xếp lại như thế này. Hình 61 hay hình nhận được ở hình 62 gọi là hình có tâm đối xứng. Hình 61 hay hình 62 gọi là hình có tâm đối xứng. Và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình. Đây là tâm đối xứng của cái hình này. Chú ý, hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm. Hình đối xứng tâm. Thầy nói thêm về tâm đối xứng. Có nghĩa là nếu mà chúng ta vẽ một đường thẳng bất kỳ đi qua cái điểm O này, bất kỳ, thì lúc này nó sẽ cắt cái hình này tại hai điểm này chẳng hạn. Ví dụ đây là A, đây là B. Thì mình sẽ có là OA nó bằng OB. Đó, hai bạn này bằng nhau. Bất kỳ nha các bạn, đường thẳng này chẳng hạn. Bất kỳ, cắt nhau tại C và D. Thì lúc này mình có OC sẽ bằng OD. Đó, một đường thẳng bất kỳ. Đó, thì hình như vậy mình gọi là hình có tâm đối xứng. Ví dụ hình này, mình vẽ một đường thẳng bất kỳ đi qua O, đi qua tâm. Thì lúc này nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm C và D. Lúc này chúng ta cũng có OC bằng OD. Nha, OC bằng OD. Cho nên là hình như vậy chúng ta gọi là hình có tâm đối xứng. Hay nói khác là hình đối xứng tâm. Hai, La Mã: Tâm đối xứng có một số hình. Một, đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm M của đoạn thẳng đó. Đây, trung điểm cho nên là mình có là MA bằng MB. Hình đó là đoạn thẳng AB. Thì hình này có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hai, đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của nó. Ở hình 61 thì mình đã tìm hiểu đây là hình tròn. Đây là tâm đối xứng. Tâm đối xứng chính là tâm của nó luôn. Ba nhỏ, hình thoi có tâm đối xứng là điểm O ở hình 64. Đây là hình thoi. Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau. Và giao điểm của hai đường chéo chính là tâm đối xứng của hình thoi này. Hình lục giác đều có tâm đối xứng là điểm O. Đây là hình lục giác đều. Tâm đối xứng là giao điểm của các đường chéo chính. Nè, đây là tâm đối xứng của nó. Còn đây gọi là đường chéo phụ. Đường chéo phụ. Đó. Còn đây là đường chéo chính. Đường chéo chính là đi qua tâm. Và đây là tâm đối xứng.
Tìm một hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của hình đó. Thì mình thấy rằng là trong sách đã lấy ví dụ cho chúng ta, đó là đoạn thẳng có tâm đối xứng. Đoạn thẳng tâm đối xứng đây, đoạn thẳng AB. Rồi tiếp theo là hình tròn có tâm đối xứng là tâm O của nó. Rồi tiếp theo là hình thoi, tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Tiếp theo là hình lục giác đều, tâm đối xứng là giao điểm của các đường chéo chính. Như vậy thì mình có thể lấy ví dụ dễ dàng thôi, đó là hình vuông, đúng các bạn, hình vuông. Được chưa? Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Nha. Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Hoặc là hình chữ nhật. Đó, tâm đối xứng cũng là giao điểm của hai đường chéo. Bài tập 1. Trong các hình từ hình 66 đến hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó, kể cả màu sắc và họa tiết. Hình 66. Đây, hình này có tâm đối xứng ở đây các bạn. Mình thấy nè. Nếu mà mình kẻ một đường thẳng bất kỳ nha, mình kẻ một đường thẳng bất kỳ. Bất kỳ đi qua tâm này thì mình thấy rằng là điểm này và điểm này nó sẽ cách đều cái điểm O này nha, điểm O này. Hoặc là mình tưởng tượng đơn giản là cái đường tròn nhỏ này nè, nó đối xứng qua điểm này là mình có một cái đường tròn tương tự như vậy nè. Hình này là hình có tâm đối xứng đó, các bạn trả lời là hình 66 có tâm đối xứng, và tâm đối xứng chính là điểm chính giữa của hình nè, điểm chính giữa của hình tròn, hay nói khác là tâm của cái hình tròn đó. Tâm đối xứng chính là tâm của hình tròn đó. Hình 67. Hình này có tâm đối xứng không các bạn? Có, hình này có tâm đối xứng. Tâm đối xứng nằm ở đây. Tâm đối xứng nằm ở đây. Và người ta bảo mình là hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó. Thì mình nói là tâm đối xứng chính là giao điểm của hai đường chéo. Nha, giao điểm của hai đường chéo. Hình này. Thì thông thường những cái hình mà có tâm đối xứng là nó có tính chẵn nha các bạn. Nó có tính chẵn. Ví dụ này, chẵn là sao? Ví dụ hình này, các bạn thấy nè, một hình tròn, hai hình tròn nhỏ, ba hình tròn nhỏ, bốn hình tròn nhỏ, năm hình tròn nhỏ, sáu hình tròn nhỏ, tính chẵn, được chưa? Còn hình này có những cái hình vòng vòng như này, 1, 2, 3, 4, các bạn thấy không? Nó có tính chẵn, được chưa? Hoặc là hình này có bốn cạnh, 1, 2, 3, 4, nó có tính chẵn trong này. Hình này có sáu cạnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó có tính chẵn, được chưa? Còn đây là đoạn thẳng, nó cũng có tính chẵn các bạn. Một bên này, hai bên này. Được chưa? Thông thường, những cái hình mà có tâm đối xứng thì nó có tính chẵn trong đó. Hình này cũng vậy. 1, 2, 3, 4. Hình này, 1, 2, 3, 4, nó có tính chẵn trong đó. Thông thường thôi, chứ không phải là luôn luôn. Hình này không có tính chẵn. Hình này cũng vậy. Các bạn xem nè. Mình xem những cái gì đây nè các bạn. 1 nè. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. 11 đúng không? Hình này 11. Như vậy thì hình này không có tâm đối xứng nè. Hình này các bạn trả lời là không có tâm đối xứng. Bởi vì các bạn thấy là cái này mình thấy nó giống giống con mắt đúng không? Thì đối xứng qua tâm này mình đâu có thấy bên này đâu có đâu. Được chưa? Không có. Nha. Phải đối xứng qua. Còn không tin thì các bạn cứ vẽ một đường thẳng, các bạn dùng thước, mình vẽ một đường thẳng bất kỳ. Đây, cái cách mà chúng ta kiểm tra chính xác nè, còn cái tính chẵn là tương đối thôi. Tâm đây, mình vẽ một đường thẳng bất kỳ. Đó. Mình vẽ một đường thẳng bất kỳ qua tâm. Thì các bạn thấy nè, nó cắt cái hình giống như con mắt này nè. Nhưng mà bên đây, nó đâu có cắt đâu đúng không? Đó, chứng tỏ rằng là hình này không có tâm đối xứng nha. Nhìn nó có vẻ giống như hình có tâm đối xứng đó, nhưng mà nó không có tâm đối xứng. Còn các bạn kiểm tra sơ bộ thì các bạn thấy là cái số con mắt này là một số lẻ, nên hình này không có. Còn hình này có tâm đối xứng các bạn. Tâm đối xứng nằm đây. Các bạn cũng thấy cái tính chẵn của nó nè. Nó có một bên nè, hai bên nè, hai bên này đối xứng nhau. Đó. Nếu mà chúng ta kẻ những cái đường như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cắt tại hai điểm, và
Cái tâm này chính là trung điểm của hai điểm AB này. Đó, hoặc là đây. Được chưa? Hoặc là các bạn vẽ một đường thẳng bất kỳ đi qua tâm này thì các bạn sẽ thấy nó có hai điểm này đối xứng với nhau qua tâm O. Điểm này và điểm này cũng đối xứng với nhau qua tâm O nha. Cho nên là hình này là hình có tâm đối xứng. Còn hình này mình khó để mà chỉ ra tâm đối xứng của nó nên mình có thể nói là tâm đối xứng được thể hiện trên hình. Được chưa? Người ta nói là hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó thì mình nói là tâm đối xứng được thể hiện trên hình. Đó chính là tâm O. Đó, tóm lại hình này có tâm đối xứng, hình này có tâm đối xứng, hình này có tâm đối xứng, còn hình này không có nha, hình này không có. Câu 2. Trong hình 70 từ hình A đến C, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó, kể cả màu sắc. Đây, hình này. Thầy thấy là hình này cũng có tính chẵn nè. Bên đây màu đỏ là 2 nè. Bên đây màu xanh, bên đây màu xanh là 2 nè. Mình thấy tâm đối xứng đây. Đó. Mình nói là hình A có tâm đối xứng. Và chỉ ra tâm đối xứng của hình đó. Tâm đối xứng chính là giao điểm của hai đường chéo. Hình B. Đây, tâm đối xứng đây các bạn. Các bạn trả lời là hình B có tâm đối xứng. Và tâm đối xứng chính là giao điểm của hai đường chéo. Ok. Còn hình này. Hình này không có tâm đối xứng các bạn. Hình này không có tâm đối xứng. Bởi vì mình thấy này, bên đây màu đỏ đối xứng qua điểm này là màu trắng. Đúng không? Thấy chưa? Nó không có tâm đối xứng. Bên đây màu đỏ đối xứng của này là màu xanh. Đó, nó không có tâm đối xứng nha. Hình này không có tâm đối xứng. Hình này có giao điểm của hai đường chéo, tâm đối xứng là giao điểm của hàng chéo. Đó thì thầy hướng dẫn như vậy, còn các bạn tự ghi ra. Các bạn chỉ cần nói là hình A và hình B có tâm đối xứng. Và tâm đối xứng chính là giao điểm của hai đường chéo. Hình C không có tâm đối xứng. Đó, các bạn chỉ nói vậy là được. Câu 3. Tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn. Đây. Thầy đã chuẩn bị đây. Đây. Đây, trong thực tiễn này các bạn, đây là cái đĩa ăn cơm đúng không? Cái đĩa ăn cơm. Hình này có tâm đối xứng nha. Tâm đối xứng chính là điểm chính giữa này. Đó. Hoặc là đây. Hình này các bạn thấy là cũng có tâm đối xứng. Cái gì ăn cơm. Hình này cũng vậy. Tâm đối xứng nằm ở đây. Các bạn sẽ thấy tính chẵn của nó nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Chẵn. Nếu mà những cái họa tiết này mà lẻ thì nó sẽ không phải là tâm đối xứng nha các bạn. Nó phải chẵn. Đây, tâm đây. Thì đối xứng với thằng này là thằng này. Đó. Còn nếu mà nó lẻ thì đối xứng với thằng này qua điểm này không có thằng này. Nếu mà nó lẻ. Được chưa? Cho nên là chẵn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chẵn. Đây cũng vậy. Tâm đối xứng đây. Nha, tâm đối xứng chính giữa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, chẵn. Ok. Hoặc là hình này. Đó, các bạn cũng thấy là nó có tâm đối xứng. Nè, 1, 2, 3, 4. Được chưa? Tâm đối xứng ở đây. Nè, loại trừ những cái chi tiết nhỏ nhặt này. Nè, là ong quanh đúng không? Này gọi là ong quanh. Hoặc là cái số 2 này. Mình có thể bỏ qua. Nó cũng được gọi là hình có tâm đối xứng. Đây, hình này cũng có tâm đối xứng các bạn. Không, hình này không có. Hình này, số này là lẻ các bạn. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7. Đó, lẻ, không có tâm đối xứng. Hình này không có tâm đối xứng nha. Nhìn nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn mình thấy là, ví dụ như là giao điểm của ba đường thẳng này nè. Đối xứng của tâm này bên đây đâu có đâu đúng không? Đó, thấy chưa? Cho nên là nếu mà số cái tính lẻ trong này, nếu mà nó có cái tính lẻ trong này thì hình này sẽ không có tâm đối xứng nha các bạn. Phải chẵn mới có. Hay là cánh quạt. Đây. Chẵn nè, 1 2 3 4. Tâm đối xứng nằm ở đây. Hình này cũng có tâm đối xứng. Hình này 1 2 3 4 5 6. Tâm đối xứng nằm ở đây. Ok, tính chẵn trong đó. Đối xứng với cái cánh này qua tâm này là cái cánh này. Đó, đối xứng với cái tâm này. Cái cánh này qua tâm này là cái cánh này. Tương tự như vậy. Chẵn. Hình này 1, 2, 3, 4. Tâm đối xứng nằm ở đây. Tâm đối xứng nằm ở đây.
Hình này tâm đối xứng nằm ở đây. Thông thường tâm đối xứng nằm ở chính giữa. Hình này cũng vậy, tâm đối xứng nằm ở đây. Hình này có không các bạn? Hình này không có tâm đối xứng nha. 1 2 3 4 5, 5 cánh. 5 cánh là lẻ, không có tâm đối xứng. Hoặc là các bạn có thể tưởng tượng là à, đối xứng với cái cánh này qua tâm này sẽ là khoảng trống này. À, không có đúng không? Không có cái cánh nào đối xứng với cái cánh này qua tâm này. Cho nên là hình này không có tâm đối xứng. 1 2 3 4 5 lẻ, không có tâm đối xứng. Hình này tâm đối xứng nằm ở đây. Hoặc ở đây, đây là một giao lộ lớn nha, một giao lộ lớn ở Mỹ. Thì hình này tâm đối xứng nằm ở đây các bạn. Chính giữa này tâm đối xứng. Tính chẵn này, 1 2 3 4. Đó, các bạn thấy không? Bốn nhánh đúng không? 1 2 3 4. Tâm đối xứng nằm ở đây. Ok. Hình này có tâm đối xứng. Hoặc ở đây, đây cũng là một giao lộ lớn, tâm đối xứng nằm ở chính giữa này. Ok. Thì hình này cũng có tính chẵn, 1 2 3 4. Hình có tâm đối xứng. Hoặc là sân bóng. À, sân bóng các bạn. Đây, bên trái và bên phải, hai bên đúng không? Tính chẵn, hai bên tính chẵn. Tâm đối xứng nằm ở đây. Ok. Tâm đối xứng hình nằm ở đây. Hoặc là đây, đây là sân bóng chuyền. Nó cũng có tính chẵn, hai đội chơi mà, đội bên trái và đội bên phải. Tâm đối xứng nằm ở đây. Ok. Tâm đối xứng của sân bóng chuyền nằm ở đây. Hoặc là sân bóng rổ, đó, tâm đối xứng nằm ở đây. Cũng có tính chẵn, đó là bên trái và bên phải. Đó. Ok, tâm đối xứng ở đây. Nếu mà chúng ta vẽ một đường thẳng bất kỳ đi qua tâm đối xứng thì nó sẽ cắt cái xăng này tại hai điểm biên, điểm này và điểm này. Thì hai điểm này đối xứng với nhau qua tâm này. Đó, hình như vậy. Chúng ta gọi là hình có tâm đối xứng. Rồi, các bạn tự tìm thêm ha. Hoặc là các bạn qua trang bên phải. Qua trang bên phải, các bạn sẽ thấy là trong thực tiễn hoặc là trong tự nhiên nó có rất là nhiều hình có tâm đối xứng các bạn. Ví dụ như đây là hình bông tuyết, thì cho hình bông tuyết tâm đối xứng nằm ở chính giữa này các bạn. Đó, tâm đối xứng nằm ở giữa này và nó cũng có tính chẵn lúc này các bạn. 1 2 3 4 5 6 được chưa? 1 2 3 4 5 6 tính chẵn được chưa? Còn hình ngôi sao, hình ngôi sao như thế này nhìn nó có vẻ như là có tâm đối xứng đúng không? Tâm đối xứng nằm đây đó, nhưng mà thực tế là không phải nha. Thực tế là hình ngôi sao không có tâm đối xứng các bạn. Thầy vẽ sai rồi. Hình ngôi sao không có tâm đối xứng bởi vì nó chỉ có 5 cánh thôi các bạn, là lẻ nha. 1 2 3 4 5, cho nên là hình ngôi sao là hình không có tâm đối xứng. Đây, đây là cây bạc hà, tâm đối xứng của nó nằm ở đây. Được chưa? Các bạn cũng có thể thấy tính chẵn của nó này. Bên đây một lá, bên đây một lá. Bên đây một lá, bên đây một lá. Được chưa? Đối xứng nhau ha. Tính chẵn. Cứ hai hai, cặp cặp như vậy. Đó. Hoặc là đây, trong nghệ thuật trang trí. Đây cũng là tâm đối xứng của nó. Đó. Nếu mà các bạn chịu khó, các bạn đếm thì các bạn cũng thấy là những cái chi tiết mà giống nhau, nó cũng có tính chẵn trong này. Hình này cũng vậy. Tâm đối xứng nằm đây. Ha. Tâm đối xứng nằm đây. 1, 2, 3, 4. Đó. Cái hình nhỏ này. 1, 2, 3, 4. Này, nó có tính chẵn trong này. Trong kiến trúc. Đây, đây là cầu vượt. Thì mình đã giới thiệu rồi. Hoặc đây là mái nhà thờ. Tâm đối xứng nằm ở đây. Đó. 1, 2, 3, 4. Được chưa? Đó. Những cái cây này các bạn cũng đếm. Nó cũng có tính chẵn trong này. Nè, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đó, có tính chẵn trong này. Đây là tâm đối xứng. Hoặc là mặt trống đồng. Tâm đối xứng nằm đây các bạn. Đó, tâm của cái hình tròn này. Nha. Đây là gạch hoa lát nền. Gạch hoa lát nền. Ở quê thầy gọi là gạch bông. Nha. Hoa là bông, bông hoa đó. Tâm đối xứng nằm ở đây. Tính chẵn nè, 1, 2, 3, 4. Hình này, tâm đối xứng nằm đây. À, giao điểm của hai đường chéo. Nó cũng có tính chẵn. Đây, một bông hoa màu đỏ, hai bông hoa màu đỏ. Hình này, tâm đối xứng nằm đây. Giao điểm của hai đường chéo luôn. Thì nếu mà các bạn đếm thì các bạn cũng thấy tính chẵn trong này. Tâm đối xứng. Tâm đối xứng, tâm đối xứng, tâm đối xứng,
tâm lý sướng. Ok. Đó, thì các bạn chịu khó quan sát trong tự nhiên hoặc là trong thực tiễn, các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều hình có tâm đối xứng, và những hình có tâm đối xứng rất là đẹp. À, hình có tâm đối xứng hay những hình có trục đối xứng là những hình rất là đẹp. Và thông thường, thông thường chứ không phải là luôn luôn, thông thường những hình có tâm đối xứng thì nó rất dễ có trục đối xứng. Ví dụ như hình này, trục đối xứng của nó đây, đó, hoặc là đây, ok chưa? Hình có trục đối xứng. Rồi hoặc là những cái hình này trục đối xứng của nó đây, đó. Nhưng mà hình này thì không có trục đối xứng nha, hình này không có trục đối xứng, hình này có tâm đối xứng nhưng mà không có trục đối xứng. Rồi thầy An tạm dừng video ở đây, thầy An chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.